Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và hy vọng các bạn đã có một ngày học tập làm việc thiệt là hiệu quả nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ làm một cái video sàm nách về một cái chủ đề cũng khá là sàm nách ha. Như bạn thấy ngoài tiêu đề video rồi, chúng ta hãy cùng xem là sau một năm làm YouTube về Roblox thì Gà đã mua tổng cộng bao nhiêu game pass của bao nhiêu tựa game. Thì các bạn coi ngoài tiêu đề video bạn thấy là ha, mình đã tốn hơn 35.000 Robux để mình có thể mua tất cả những game pass từ trước tới giờ. Rồi thì nếu bạn không tin thì bạn có thể vào cái tài khoản Ranked 512 á và các bạn bấm xuống cái phần thông tin tài khoản cá nhân của mình á, có một cái phần là game pass nè. Ok ha. Thì nó sẽ hiện ra tất cả những game pass và tất cả giá trị của game pass đó cho các bạn có thể cộng lại ha. Và cái giá mình cộng lại á cho tất cả những game pass còn giá trị là khoảng hơn 34.300 Robux thì phải. Bởi vì có một số game pass lúc trước nó bán cũng mấy trăm Robux đó bạn, nhưng mà hiện tại thì nó xóa rồi ha. Như xe break cũng có xóa nè, mining cũng có xóa nè. Cho nên mình ước chừng luôn những game pass đó thì nó trên 35.000 Robux ha. Và tương lai thì đương nhiên các bạn chúng ta sẽ mua thêm nhiều game pass nữa, bởi vì tương lai sẽ có rất nhiều game mới ra ha. Rồi chúng ta hãy cùng sàm sàm một chút xíu về video này để xem. Bây giờ mình sẽ bấm về cái trang cuối cùng nha, để mình coi những game pass đầu tiên mua là gì. Nó sẽ sắp xếp theo tự khi các bạn mua game pass gì trước, game pass gì sau, nó sẽ sắp xếp từ cuối tới đầu luôn. Thì những ngày đầu tiên mình làm YouTube về Roblox á, thì game pass mình mua đầu tiên là trong cái tựa game mà Lockbird các bạn. Cái tựa game xây nhà ha. Đó, các bạn thấy không, mình có tất cả những game pass của tựa game xây nhà luôn. Là mình có Multiplayer, Floor nè, rồi Glider là game gì ạ? Khoan khoan để mình coi nè. Oh, Glider là game Treeland các bạn. Các bạn còn nhớ tựa game này không? Treeland là một tựa game khá là lâu rồi. Về những cái ngôi nhà cây á, chúng ta sẽ đi nhặt những cái trái cây và chúng ta đem về bán để xây dựng cái nhà chúng ta lên. Cũng hay, ok, mà lâu quá mình không chơi các bạn. Thì rất nhiều bạn yêu cầu mình làm lại từ game này ha, nhưng mà lâu quá rồi mình không có chơi các bạn, bởi vì nó cũng không còn cái nội dung gì đó khai thác ha, và admin cũng không có cập nhật gì thêm. Game pass thứ ba mình mua là của từ game là một cái Pacing à, ghê vậy, lâu lắm luôn rồi các bạn ơi. Nè, Applacing nè, Excellent Employee nè, giúp chúng ta tăng tiền nhiều hơn trong cái từ game Blockbird ha. Rồi Leplot nè, bởi vì mình có làm một cái series xây nhà ở trong Blockbird á, cho nên mình mua game pass Leplot ha. Rồi nâng cấp VIP luôn, Premium các kiểu. Và cái tựa game thứ hai á, mình mua nhiều nhất là tựa game mining các bạn. Thời gian đầu tựa game mining ra mình mua khá là nhiều game pass ha. Nè, mua quả nút nè, nhân 2 tốc độ đào nè, rồi túi không giới hạn 800 Robux ha, rất là nhiều. Rồi, những cái tựa game tiếp theo mình thấy là chúng ta có VIP Developer là của tựa game gì ta? À, Game Deadline, cái tựa game này mình cũng đã làm khoảng 5-6 cái video gì đó ha. Rồi lại tiếp tục quay trở về mining nè. Teleport các kiểu, nhân 3 kinh nghiệm vân vân. Natural Disaster Survival, wow. Cái game này mình có mua hai game pass luôn. Đó là một cái Green Balloon ha, một cái bong bóng thì chúng ta có thể bay lên không trung ha, và một trái táo các bạn. Thì bây giờ mình vẫn còn chơi trên livestream những cái tựa game này cho nên nó khá là hiệu quả ha. Có một số tựa game á mình mua game pass chỉ cho vui thôi. Quay một hai video sau đó là không chơi nữa các bạn, nó cũng tốn cái ngàn Robux, nó khá là uổng ha. More Video Ad 250 Robux là của tựa game gì đây? Blocktop các bạn. Cái series này bây giờ mình đã bỏ rồi bởi vì cái tựa game này không miễn phí. Nhà phát hành game họ đã bùm chúng ta rồi, không miễn phí các bạn. Giờ game gì mà Double Minecraft gì đấy, Zombie Mining Simulator, wow mình mua hồi nào trời, không biết luôn. Rất là nhiều bạn, 200, cứ mỗi lần nó cứ rải rác 200 như vậy ha. Rồi sau đó kể từ những tựa game như Mining á là mình bắt đầu mình có cái sở thích mình mua game pass ha, để mình trải nghiệm cho nó nhanh thôi chứ không có gì hết. Chúng ta bắt đầu mua tới những tựa game khác như là Beast Swarm Simulator nè, rồi game gì đây, Lính Cứu Hỏa đúng không? Chúng ta cũng làm một hai video về game đó, rồi game gì có mấy con thực vật đây, Gardening Simulator các bạn. Game này thì làm cũng 3-4 video rồi sau đó bỏ luôn ha. À mình có một con BB 1000 Robux nè. Wow, mua luôn cái God luôn các bạn. Cái game Gardening á, mình có mua thêm một cái God hand các bạn, 1300 Robux ha. Hình như lúc trước là mình mua ở trong cái dịp là nó sale 50% luôn thì phải, không nhớ nữa. Rồi bắt đầu qua tới tựa game của Seniac ha, một YouTuber nước ngoài. Đó là tựa game Farming Simulator các bạn. Đây, Farming Simulator mình mua những cái túi không đáy nè, mua nhân 2 tiền nè, các kiểu ha. Đây bạn thấy không, rồi những cái tựa game như là Moon Miner 2 các kiểu ha, mua cũng mua tôi không đáy luôn. Đa số những tựa game mà về simulator thì mình mua thứ nhất tôi không đáy nè, thứ hai là cái chạy ha, và cái thứ ba là cái nhân tiền đó. Những tựa game nào mà các bạn thấy cái lượng view nó cao, do đó mình sẽ đầu tư Robux vào cái tựa game đó luôn. Và khoảng 2-3 tháng gần đây thì có một tựa game nổi lên khá là nhiều, đó là tựa game Pet Simulator ha. Thì mình mua hầu hết tất cả game pass trong tựa game Pet luôn. Cái tựa game Pet nè và tựa game Mining là một trong những tựa game mình mua hầu hết những game pass trong game luôn. Rồi một số tựa game mua game pass là để chưng thôi các bạn. Đây, Demon Ninja Set đây, Ninja Simulator 2 ha, quay đúng 1-2 video là ngưng luôn, 800 Robux. Oh man, chua đấy. Đấy các bạn thấy cộng ha, cộng từ từ nè, cộng ngược cộng xuôi cũng được. Đó, mình còn 2 trang nữa các bạn, cũng khá là nhiều ha. Rất là nhiều luôn. Rồi, nhân 8 pass là 350 Robux nè, từ game pass nè. Rồi game pass bot của Zabrek ha. Đây, có một game pass mình nói với bạn rất là nhiều rồi. Đó là game pass là Pet Loner, 2399 Robux. Khi mình mở một con pet thì nó sẽ cho mình lập 3 con pet.
Đó, rồi quay trở lại mining với lại nhân 2 sidechain nè, 300 robot nè, rồi một cái đen xinh. Với lại từ game Critical Strike các bạn, mình mua hết tất cả những class nhân vật trong đó luôn. Mặc dù mình không biết là có một số class nhân vật nó không có tồn tại ha. 250 robot, 50 robot. Lúc kia Rambo của từ game Bad nè các bạn, 129 robot ha, tăng tỷ lệ ra được những con Bad là Rambo. Rồi gần đây có một số từ game như là Dino các bạn, Dino Pet Simulator ha, mua game Bad có thể triệu hồi được 8 con rồi nhân 2 tiền, nhân 2 kinh nghiệm. Rồi Rogun nè, Rogun thì nhân 2 gen và nhân 2 kinh nghiệm ha, hai cái là 500 robot rồi. Sau đó thì mình quay ngược trở lại với mining ha, cũng như là bet với những game bet như là auto add equip và skip net rate ha. Còn từ game bet thì mua cái super lucky và super bet collection. Cái game bet là 499 robot này á, đây của từ game bet nha các bạn, thì nó sẽ giúp cho cái con bet mình có cái tốc độ thu nhặt cái rương á, nó sẽ nhanh gấp 3 lần, khá là hiệu quả cho việc chúng ta cày tiền ha. Rồi một cái game pass của cái từ game mining á, là từ game pass trong cái mùa Halloween là nhân 2 candy corn, nhưng mà hết mùa Halloween rồi, vùng đất Halloween cũng đã biến mất, cho nên cái game pass này biến mất nè. Hình như lúc trước là cũng 250 hay 300 gì đó. Với một số game pass của từ game Zebrek ha, đây nè, Extra Torek nè, hình như cũng 150 hay là 200 gì đó. Và những game pass mới nhất gần đây là những cái từ game như là Ice Cream Simulator ha, một cái Infinite Scoop auto click các kiểu. Rồi cái từ game là Blob Simulator thì mình có Super Speed nè và Teleport các kiểu ha. Từ game Ice Cream thì mình có mua thêm một cái là Triple Token luôn, nhân 3 token thì chúng ta có thể kiếm token nhanh hơn. Đó, Space Mining Simulator ha, đó 75 robot nè, 200 robot nè, 200 robot nè, nhân 2 tốc độ đào ha, và nhân 2 sức mạnh trang bị. Cái tựa game này lúc trước mình quay hình như đúng có 1-2 video thôi, mình ngừng luôn, không quay nữa. Ok, thì xàm xàm chút xíu trong video này về cái việc là mình đã mua tất cả bao nhiêu game pass và bao nhiêu tiền từ trước tới giờ ha. Gà đã tốn hơn 35.000 Robux suốt một năm trời để mua game pass trong tựa game này. Với 35.000 Robux mà tính theo giá trị của Roblox thì chúng ta phải tốn khoảng gần 200 đô các bạn, tức là gần 4 triệu rưỡi Việt Nam đồng ha, để mua game pass thôi. Ok, thì nội dung video chỉ như vậy thôi ha, và hy vọng bạn thích video này và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.